Cảm ơn các bạn đã mua sản phẩm của Lạc Spa ngày hôm nay. Sau đây là bộ lens và các hướng dẫn. Thì bộ này các bạn cần phải có dụng cụ để bút theo, các bạn mua kèm bút theo trong bộ dụng cụ nha. Tại vì nếu mà không có bút theo các bạn sẽ không làm được. Bút theo hay kim theo, các bạn làm theo những hướng dẫn của clip này. Từ clip này rất là mô tả, rất là kỹ, các bạn hãy chú ý đúng với mức độ sầu nha, mức A, mức B, mức C, mức D trong từng clip. Clip này là của bên Trung Quốc và mình lấy lại, mình biên tập lại. Các bạn xem nếu mà không rõ như nào thì cứ inbox cho mình qua Zalo là 0375688889. Các bạn lưu ý cho mình là hãy xem những kiến thức cơ bản, những cái quan điểm sai lầm khi làm lens xù nha, để mình hạn chế đi những cái bước sai mà mình khi làm á, thì các bạn sẽ làm được sản phẩm một cách nhanh hơn, đẹp hơn và hoàn mỹ hơn. Cảm ơn các bạn. 越紧我们戳起来越容易.我们来了解下如何使用戳针。戳针的外观有几种，主要分为可调节长度的和不可调节长度的。我们图纸上都有标注，默认用低档，如果用别的档位会在颜色旁边有特别标注。几种戳针的使用方法都是一样的，把穿线器从戳针针尖穿向顶部。 不带穿线器的可以用家里的细铁丝代替，将毛线穿进穿线器的线环里，拉动穿线器，把毛线带出来，再将毛线从针尖的孔里穿出去。 使用戳针的时候，针尖的斜面始终朝前，在线距上入针，将线头拉至背面，留出3到5厘米线头。出针时，针尖斜面朝前，针尖贴着布面前进。出针后，不要将针提得太高，以免将戳进布里的绣线拉出。每次入针都将针尖全部戳进。 针距在布格的3到5格之间，合适的长度会让作品看起来更有线条感。结尾转动戳针，继续贴着前一排绣针。出入针是在上一排绣好的2针之间，这样看起来会更加整齐有序。一般先戳小的色块。 Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm Lạc Store. Sau khi làm xong, các bạn hãy cho shop mình một đánh giá nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một đánh giá của bạn sẽ là động lực phát triển cho chúng mình. Nếu mà có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi gì, hãy liên lạc trực tiếp với bên shop mình nha.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm và store. Sau khi làm xong, các bạn hãy cho shop mình một đánh giá nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một đánh giá của bạn sẽ là động lực phát triển cho chúng mình. Nếu mà có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi gì, hãy liên lạc trực tiếp với bên shop mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm và store. Sau khi làm xong, các bạn hãy cho shop mình một đánh giá nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một đánh giá của bạn sẽ là động lực phát triển cho chúng mình. Nếu mà có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi gì, hãy liên lạc trực tiếp với bên shop mình nha.之后将背面较长的线头修剪一下，取出一段剩余的毛线，穿在塑料针上，沿着布面边缘缩缝一圈，将多余的布料藏进里面。
最后将两个线头系起来，就可以挂起来，或者摆放在支架上作为装饰。 Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm của Store. Sau khi làm xong, các bạn hãy cho shop mình một đánh giá nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một đánh giá của bạn sẽ là động lực phát triển cho chúng mình. Nếu mà có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi gì, hãy liên lạc trực tiếp với bên shop mình nha. Có任何问题请随时联系我们